Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì quay một cái clip đấy, đã đánh sạch cái tủ cho một vị khách ở trong Sài Gòn đấy, đã đánh sạch hết rồi. Mai chỉ có là mình đóng gói lại và mình chuyển đi thôi. Không, cái tủ hôm trước chuyển đi là lèo giữ nguyên đúng không? Lèo bệ giữ nguyên đúng không? Chỉ có cánh với cả khung khung kính này mình tháo ra thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, đánh ra cái chất gỗ nó như thế này, sờ mát tay luôn, trơn nhũn luôn. Đấy, đánh ra đây, đây là đánh xi rồi đúng không? Chưa đánh sáp à? Mai còn được sáp nữa mà đúng không? Đấy, đây mà ra đánh tẩy mộc và đánh bóng thôi, đánh bóng đánh nhẵn thôi. Anh em nhìn này, chất gỗ. Anh em cứ mua thử một lần cái tủ của mình thì sờ cái chất gỗ này mới thấy là cái độ nhẵn của nó như thế nào. Đấy, tất cả mọi kể cả các cái chi tiết hoa văn này cũng là đều đánh sạch hết rồi. Đấy, anh em nhìn chất gỗ ụ tà này. Chất gỗ ụ tà đẳng cấp thế này mà. Đấy, anh khách trong Sài Gòn chuẩn bị nhận tủ. Đã đánh sạch hết rồi đây. Đấy, những cái tủ chè. Mua cho anh em những cái tủ chè. Đấy, này, đẹp không? Đẹp dã man luôn. Đấy, tất cả mọi cái lành lặn hết. Con này đánh mộc rất là đẹp luôn. Đây, thì nhân tiện quay thì cũng quay luôn cả con này luôn. Đấy, vừa mới về con này luôn. Cũng lèo bệ lành tít. Lèo bệ lành tít khảm đẹp. Đấy, bệ đục tứ linh. Đấy, ở trên này là thập điểu quần mai. Đây, anh em nhìn cái tủ này cũng rất là đẹp nhá. Tủ này rất đẹp, đây hai cánh. Anh lắp cái cánh bên kia vào cái. Đây anh em nhìn này, nhìn tất cả cái ván hậu đằng sau này. Đấy, ván hậu đằng sau nó lành tít thế này cơ mà. Đấy, ván hậu đằng sau tất cả này. Tủ gỗ lúc nào mùi thơm phức luôn nhá. Đấy. Quan ơi. Ơi, chiều chắc mình chiều cả. Lành. Đây ở trong góc đây. Bệ đục tứ linh. Đấy, hai cánh khảm rất là đẹp luôn. Lắp tạm này. Đấy, cánh lắp tạm anh em nhá. Đấy. Đây là nhìn cái này là mình chưa đánh vệ sinh sạch ra. Đánh vệ sinh sạch ra đây. Đấy. Tối quay nhìn nó cũng không được rõ lắm. Tại vì đây là còn thiếu một lượt sáp nữa. Đây mình có đánh bóng thôi. Mai mới đánh một lượt xi sáp nữa. Đây, nhìn đứng từ xa cho anh em nhìn một chút nhá. Đấy, đứng xa cho anh em một chút này. Đấy. Có những cái tủ cũ đánh ra nó sạch sẽ như thế này. Đây con trên này anh em nhé. Con trên này anh em là ưng thì điện cho mình này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, còn hai con trong kia thì cũng bán thôi. Hai con trong kia thì bán, một con đi Thái Bình, một con đi Bắc Ninh rồi. Đấy. Con này đi Sài Gòn này. Con này là chưa đi đâu này. Anh em là ưng con này là lên được, con này tẩy ra cực đẹp luôn anh em nhé. Ok.